Thì nếu mọi người đi thẳng là mọi người sẽ qua khu. Sao vâng, em Hải chào tất cả mọi người nhé. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo. Thì hôm nay thì em Hải đang có mặt ngay khu vực ở dưới chân cầu Ba Son. Dạ, hôm nay thì em Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo và ngắm Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay. Thực sự hôm nay là một thời ngày rất là đẹp mọi người. Thời tiết rất là mát mẻ luôn. Đi nhất là vào khu vực này. Thì khu vực này thì mọi người thấy là đường xá khá là sạch sẽ. Có xe cộ thì rất là gọn gàng. Đây, khu vực này là một khu vực mới và nổi sau khi cây cầu Ba Son hoàn thiện đây mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy là khu vực này thiết kế giống như kiểu Hàn Quốc vậy, rất là đẹp. Đấy, nhưng mà đẹp như thế này nhưng mà giá những căn hộ đây thì nó cũng cao mọi người. Đấy, đối với những người mà có mức thu nhập trung bình và khá thì khó có thể mua được căn nhà ở đây. Đấy, xin dành cho những người có nguồn thu nhập ổn định và cao thì mới có thể mua được, cũng như là dành cho quý cô chú anh chị mình Việt kiều về nước thì mọi người có thể mua ở đây nhé. Khu này thì khá là sạch sẽ và đẹp đấy. Đây mọi người có thể nghe được cái tiếng gió thổi vào vào. Thì nếu mọi người đi thẳng là mọi người sẽ qua khu công viên thẳng bờ sông Sài Gòn, nhưng mà bây giờ Hải sẽ đi lên trên cầu Ba Son, mình hướng về khu vực quận 1 nhé. Có giờ mồ hôi đâu mọi người ạ. Mọi người có thể nghe qua khu vực này gió thổi kinh khủng không? Ừ, thì phía bên đường có mọi người, hai lốc nhà thì nó mới hoàn thiện trong năm nay thôi, đưa vào sử dụng rồi, bao gồm văn phòng và căn hộ. Bên trên này thì ở lưng chừng là có cả hồ bơi ấy. Khu vực bên này khá là đẹp. Thì bây giờ thì qua khu vực cầu Ba Son nhé. Thực sự nếu mà đối với quý cô chú anh chị nào mình mới vào Sài Gòn mọi người, hoặc là mới về Sài Gòn, mỗi lần đi qua cái cầu Ba Son này đều phải check in nha, vì nó rất là đẹp. Đấy, đây các bạn nữ, đây các bạn nữ đang đứng chụp hình này, hoàng hôn đấy.
Dạ thôi, bắt đầu là Sài Gòn chuẩn bị lên đèn rồi.
Dạ vâng, thì Sài Gòn đã lên đèn thì mọi người thấy khá là đẹp, nhưng mà có một cái điểm khá là xấu, đó là những cái cột cầu giờ vẽ bậy đây mọi người. Dù đã vẽ một lần và bên quận 1 người ta đã sơn lại rồi, đến bây giờ thì vẫn đang hoàn lại mọi người. Đấy, cứ vẽ đi xong nó lại sơn lại, những hình ảnh rất là xấu xí. Mà vẽ bậy này lại không phải là người Việt mình nữa chứ mọi người, là một số du khách nước ngoài tới người ta vẽ bậy. Hôm vừa rồi trên một số báo có chia sẻ đó mọi người, có 3 người, một người quay video, một người đứng trông người và một người đứng sơn bậy lên tường. Thật sự những hình ảnh khá là xấu xí. Đấy, bên này cũng vậy mọi người. Đây, vẽ chẳng chỉ từ trên xuống dưới luôn, 3 nấc.
Dạ vâng, tới đây thì em Hảo xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nhé. Tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Và chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng.